Thì em bắt đầu cái phần của mình ạ. Thì khi mà chúng ta bắt đầu kinh doanh, trên nền tảng Ropi hay tất cả những cái nền tảng khác, thì chúng ta đều thấy là lựa chọn cái ngành hàng chính xác để chúng ta kinh doanh thì rất là khó, bởi vì là chúng ta có rất nhiều ngành hàng, có rất nhiều sản phẩm trên cái thị trường. Với nói riêng về cái hệ thống là đại lý Ropi mới của chúng ta, thì chúng ta đa phần chúng ta khi bắt đầu kinh doanh chúng ta sẽ bán cho những người thân, người quen đầu tiên, đúng không ạ? Và những cái sản phẩm đấy sẽ đi liền với cái hình ảnh của chúng ta trong một cái thời gian dài khi chúng ta kinh doanh với khi chúng ta bán những sản phẩm đấy cho cái người thân của chúng ta, người quen của chúng ta. Và khi chúng ta bán những cái sản phẩm mà có lợi nhuận thấp này, những cái sản phẩm mà chúng ta không học rõ kiến thức, có thể là làm phí thời gian của chúng ta và cái cơ hội upsell của chúng ta thấp, thì chúng ta sẽ thấy được là ở những cái điểm sáng ở cái khi mà chúng ta kinh doanh ở Lai Hà Cu Tre đấy, là chúng ta có rất là nhiều sản phẩm phù hợp với nhiều cái nhu cầu chăm sóc sức đẹp, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc cái gia đình của chúng ta, với cái cơ hội upsell cực kỳ cao, và cái lợi nhuận đã mang lại cho chúng ta cũng rất là tốt. Liên quan đến cả những cái khi mà chúng ta trong nền tảng Ropi, chúng ta thấy là liên quan đến cả cái việc lên sao lên hạng của chúng ta nữa. Vậy thì cái thách thức đặt ra của cái ngành cái của cái kinh doanh ngành hàng gia dụng này thì có hay không? Có rất là nhiều. Và cái ngành hàng này có nên để kinh doanh hay không, là thì sẽ như thế nào, thì chúng ta sẽ theo dõi, cùng em theo dõi cái phần slide sau đây nhé. Vâng, khi chúng ta lựa chọn cái ngành hàng gia dụng để chúng ta kinh doanh ấy, thì chúng ta sẽ có những cái ưu điểm đấy. Đầu tiên là chúng ta có cái nhu cầu thị trường rất là lớn, bởi vì bây giờ một cái gia đình thì chúng ta cần đến chăm sóc sức khỏe, chúng ta cần đến cái máy để có thể là đảm bảo được cái chế độ ăn uống hàng ngày, hay là cái chế độ không khí, cái môi trường, cái không khí của chúng ta. Rồi chúng ta cần những cái sản phẩm như là sản phẩm về chăm sóc sắc đẹp, như là máy sấy tóc hay là những cái máy để mà làm đẹp da, massage da mặt. Rồi chúng ta cần những cái sản phẩm về nhà bếp như bếp từ, nồi chiên không dầu, hút mùi. Đấy, thì cái nhu cầu thị trường của chúng ta rất là lớn ạ. Rồi, và khi chúng ta kinh doanh những sản phẩm mà nó có cái giá trị đích thực, chúng ta có một cái sự chăm sóc khách hàng tốt, thì cái nhu cầu cái việc upsell khi mà chúng ta có thể bán được những cái sản phẩm khác rất là cao. Cái khả năng chúng ta bán được những sản phẩm khác thì cực kỳ cao luôn, bởi vì ví dụ như khi anh chị bán được một cái sản phẩm về chăm sóc răng miệng như là tăm nước hay là bàn chải đánh răng, thì hoàn toàn chúng ta có thể bán thêm cho gia đình của cái người khách hàng đấy, cho những sản phẩm nhỏ hơn dành cho em bé, ví dụ như bàn chải điện dành cho trẻ em, hay những sản phẩm khác liên quan đến không khí, như ví dụ như lọc không khí. Thì đấy là một cái ví dụ về cái việc là chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng upsell, hay đơn giản là khi mà khách hàng chúng ta người ta mua cái bếp từ thì sẵn sàng người ta sẽ mua thêm một cái hút mùi nữa để cho chọn bộ, chọn cái combo của nó. Cái sản phẩm của Kuchen thì rất đa dạng, như anh chị thấy thì Kuchen có thể chúng ta có thể tra trên cái app Ropi của chúng ta thấy là tất cả những sản phẩm trên đấy hoàn toàn chưa phải là hoàn toàn chưa hoàn toàn chưa phải là tất cả những sản phẩm của Kuchen đang có đâu anh chị nhé. Đấy chỉ là một phần sản phẩm thôi, và chúng ta đã thấy rất là nhiều rồi. Chúng ta có robot hút bụi, có tất cả các loại nồi chiên, rồi có các loại máy ép chậm, máy làm sữa hạt và máy giặt, đủ các loại để chúng ta có thể là tư vấn đến khách hàng của chúng ta. Và khi chúng ta kinh doanh những cái sản phẩm cao cấp, những cái sản phẩm chất lượng cao, thì chúng ta sẽ nâng tầm cái thương hiệu cá nhân. Rất là hạnh phúc khi mà khách hàng của chúng ta nhắc đến, ví dụ như anh A anh B này đang kinh doanh cái ngành sản phẩm này, thì chúng ta sẽ thấy là cái giá trị của bản thân chúng ta sẽ được nâng tầm cùng với cái thương hiệu đấy. Lợi nhuận mang lại rất là cao, bởi vì khi chúng ta kinh doanh những cái lợi nhuận kinh doanh những cái sản phẩm đấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái phần chiết khấu, đầu tiên về chiết khấu thì chúng ta thấy là Kuchen đang chiết khấu có một cái chiết khấu rất là tốt. Cộng thêm nữa thì các anh chị thấy là đa phần những anh chị chúng ta đang muốn tăng cái hạng của mình ở trong Dropy, thì cái việc mà kinh doanh hàng ngành hàng Kuchen là một cái việc gần như là thiết yếu đấy. Chúng ta sẽ kinh doanh cái ngành hàng Kuchen là chủ yếu, và với những cái thách thức, cái nhược điểm mà khi kinh doanh cái ngành hàng gia dụng, thì chúng ta sẽ thấy là cái đầu tiên là vốn đầu tư ban đầu lớn, cái thứ hai là tồn kho đọng vốn, đấy, cái thứ ba là chúng ta có những sản phẩm là nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, đấy, cuối cùng là chúng ta sẽ phải thường xuyên cập nhật sản phẩm. Thì những cái thách thức này thì đã đều được Kuchen giải quyết được như thế nào ạ? Đầu tiên về vốn đầu tư ban đầu lớn, thì như chúng ta biết thì trên nền tảng kinh doanh trên Dropy thì chúng ta sẽ không phải nhập hàng, chúng ta sẽ không bị tồn kho đọng vốn.
Cho nên là cái việc mà thường xuyên cập nhật sản phẩm đấy là cái việc của PDP. Chúng ta sẽ có những sản phẩm mới và cái việc của chúng ta chỉ có là tập trung chúng ta học cái sản phẩm. Và về nguồn gốc xuất xứ là một cái rất là quan trọng khi mà chúng ta chốt một cái đơn cho khách hàng. Khách hàng sẽ rất quan tâm về cái vấn đề này. Thì tất cả mọi cái thông tin về sản phẩm thì Qoogen đều có cái file đính kèm vào trong cái sản phẩm trên từng cái mục trên trên cái kệ hàng của mình. Và Qoogen rất là quan trọng chú tâm đến cái hành trình trải nghiệm khách hàng, để mà khách hàng qua năm cái bước là từ nhận biết cho đến trung thành, thì chúng ta sẽ thấy là nhận biết thì Qoogen đang làm những cái bước marketing rất là tốt. Tất cả những cái sản phẩm của Qoogen đều có những cái video giới thiệu, video review, unbox, hay là được chạy thường xuyên chạy những cái quảng cáo ở trên cái trang web, cái fanpage. Khi mà anh chị có tìm hiểu một cái từ khóa về Qoogen hay đơn giản tìm hiểu về một cái sản phẩm gia dụng thôi, thì Qoogen sẽ có trong một trong những cái đơn vị chạy quảng cáo thì sẽ thấy là cái hàng Qoogen nó sẽ hiện lên rất là tiếp cận rất là dễ dàng với khách hàng của mình. Và để tiếp cận gần gũi hơn với khách hàng thì Qoogen thường xuyên có mặt ở trong những cái chương trình uy tín của các cái kênh truyền hình cũng như là các cái chương trình trên truyền hình, ví dụ như là chương trình Cà phê sáng của VTV3. Và khi mà khách hàng cân nhắc cái sản phẩm, chúng ta thấy là Qoogen có cái hệ thống trang web rất là rõ ràng. Những cái thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, khách hàng có thể hoàn toàn liên hệ tổng trực tiếp cho Qoogen để được giải đáp. Và khi mua hàng thì khách hàng sẽ cảm thấy rất là dễ dàng khi mà chúng ta đặt hàng qua app, chúng ta đặt hàng qua những cái người đại lý của chúng ta. Và cái việc mà chốt đơn hàng, cái việc mà khi khách hàng đã chốt đơn hàng rồi thì vận chuyển rất là nhanh chóng thông qua những cái đơn vị vận chuyển mà hiện tại Qoogen đang kết nối với là đơn vị vận chuyển là Viettel Post, vận chuyển rất là an toàn và uy tín, nhanh chóng. Sau khi chúng ta chăm sóc khách hàng, sau khi chúng ta kinh doanh cái sản phẩm thì Qoogen có một cái hệ thống thực tế là trực tiếp từ cái phòng chăm sóc khách hàng của Nam Trung luôn, thì sẽ có một cái hệ thống chăm sóc khách hàng phía sau khi chúng ta bán hàng, là gọi điện cho khách hàng sau mỗi 7 ngày đến 10 ngày sau khi khách hàng nhận hàng, thì để kiểm tra xem là khách hàng có thể sử dụng an toàn ổn hay không, có thể có gặp vướng mắc gì trong cái quá trình sử dụng hay không. Và thông qua những cái việc đấy thì khách hàng sẽ dẫn đến cái việc là khách hàng sẽ rất trung thành với cái sản phẩm của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái công ty Qoogen ạ. Và công ty Qoogen là công ty phân phối độc quyền các cái sản phẩm của Qoogen Electronic. Các cái lĩnh vực kinh doanh của Qoogen trải rộng từ những cái thiết bị nhà bếp cao cấp chuyên dụng đến các thiết bị nhà bếp gia dụng, thiết bị điện tử thông minh và phụ kiện tiện dụng, các thiết bị chăm sóc sức khỏe cũng như chăm sóc sắc đẹp. Các nhà máy sản xuất hiện đại nhất được sản xuất cho Qoogen được đặt ở những cái quốc gia tiên tiến về cái ngành, có những cái ngành công nghiệp tiên tiến đấy là Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Nhật Bản, Italia, Hàn Quốc, Trung Quốc và Tây Ban Nha. Những cái Qoogen là thương hiệu cao cấp chuyên sản xuất các cái sản phẩm liên quan đến thiết bị như là nhà bếp, như bếp từ, hút mùi, lò nướng, nồi chiên, máy rửa chén, robot hút bụi. Với cái bề dày kinh nghiệm cùng với sự va chạm nhiều năm trên thương trường thì Qoogen đang ngày càng khẳng định được cái thế mạnh cũng như là chất lượng sản phẩm của mình đối với người tiêu dùng cũng như là giới chuyên môn. Và như với cái kinh nghiệm kiến thức chuyên môn được tích lũy qua nhiều dự án, những giải pháp thông minh dành cho nhà bếp, sản phẩm của Qoogen đã được sự tín nhiệm của nhiều kiến trúc sư, của nhà thiết kế, nhà thầu và nhà đầu tư nổi tiếng. Thì như anh chị đã thấy đây là cái gian bếp của chương trình Cà phê sáng của VTV3 cách đây vào năm 2022, thì Qoogen đang tiếp tục phát triển những cái series chương trình này để có thể là tiếp cận gần hơn với cái khách hàng của chúng, với cái đa số khách hàng của chúng ta. Về chất lượng kiểm định và bảo hành thì các cái sản phẩm Qoogen được phát triển và sản xuất dựa trên một trong những cái nền tảng công nghệ hàng đầu thế giới. Đồng thời sản phẩm thường xuyên được kiểm định theo tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt chính Qoogen cũng như nhiều cái tổ chức uy tín trên quốc tế, được phát triển bằng cái công nghệ của châu Âu và tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Các cái giải pháp của Qoogen mang tính tính năng cao vượt trội, mang đến là sự dễ dàng và hiệu quả. Qoogen sở hữu các cái trung tâm phân phối rộng khắp Việt Nam, dịch vụ giao hàng tận nơi nhanh chóng, và cái thời gian bảo hành, về thời gian bảo hành thì Qoogen cam kết là có cái thời gian bảo hành dài nhất trên thị trường đối với những cái sản phẩm cùng phân khúc với nhau. Thì chúng ta có những sản phẩm bảo hành từ 12 đến 36 tháng, những sản phẩm bảo hành 5 năm, 10 năm và đảm bảo đầy đủ, luôn luôn đảm bảo đầy đủ các cái linh kiện, phụ kiện
thay thế cho trọn vòng đời của các sản phẩm Qoo Chain cung cấp, kể cả là những cái sản phẩm chúng ta đã hết bảo hành rồi thì Qoo Chain vẫn sẽ đảm bảo là cung cấp đầy đủ linh kiện phụ kiện cho khách hàng, để khách hàng cái tuổi thọ của sản phẩm để kéo dài nhất có thể. Trong tương lai thì Qoo Chain sẽ mở rộng các trung tâm bảo hành chính hãng trên khắp 63 tỉnh thành, đáp ứng các vấn đề sửa chữa bảo hành cho khách hàng nhanh chóng và thuận tiện nhất. Những cái giải thưởng mà Qoo Chain đã đạt được trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là Qoo Chain đã đạt được là top 50 thương hiệu nổi tiếng hàng đầu, top 50 thương hiệu mạnh, top 10 sản phẩm dịch vụ chất lượng cao vì người tiêu dùng và những cái sản phẩm khác. Các chi nhánh của Qoo Chain, như quý vị anh chị đại lý thấy, thì chúng ta cái sự hiện diện của những cái showroom, sự hiện diện của các cái chi nhánh của Qoo Chain chính là cái nơi để cho khách hàng của chúng ta đặt niềm tin. Không có gì mà quý bằng cái việc là chúng ta có thể là đến tận nơi những cái showroom đó, chúng ta trải nghiệm thực tế những sản phẩm đấy khi mà chúng ta chưa có điều kiện sở hữu sản phẩm, hoặc là khách hàng của chúng ta muốn được sờ tận tay đấy, thì chúng ta có thể dẫn khách hàng của chúng ta qua những cái những cái chi nhánh mà Qoo Chain đang có ở trên màn hình đây. Chúng ta có chi nhánh, ba chi nhánh nằm tại ba vùng, là Qoo Chain Building là trụ sở chính nằm tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Tỉnh An. Chi nhánh tại Hà Nội chúng ta có một chi nhánh nằm tại Long Biên, và ở Hồ Chí Minh thì chúng ta có một chi nhánh nằm tại thành phố Thủ Đức. Các cái showroom của Qoo Chain thì chúng ta có ở Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Phước, Hồ Chí Minh. Chúng ta có hai showroom nữa đang triển khai. Hiện tại Hải Phòng thì chúng ta đang bị chậm, chúng ta có của Thái Bình và một showroom nữa của khu vực Hà Nội đang chuẩn bị triển khai trong cái thời gian sắp tới. Những cái showroom này là những cái điểm trưng bày sản phẩm, hy vọng là sẽ được quý vị anh chị đại lý thường xuyên ghé thăm tham quan, để phục vụ tốt hơn cái dịch vụ chăm sóc khách hàng của Qoo Chain thì chúng ta có tổng đài 1900 8071 và hotline 0334 333 777. Với cái tổng đài 1900 8071 này, chúng ta có tới 6 nhánh để xử lý tất cả những thông tin liên quan đến là kỹ thuật, bảo hành, xử lý đơn hàng, những cái vấn đề về chăm sóc khách hàng và vấn đề về lắp đặt, thì tất cả đều được xử lý qua cái tổng đài này. Và khi ngoài giờ làm việc thì chúng ta còn có thể liên hệ qua hotline để phản ánh những cái vấn đề mà chúng ta cần xử lý gấp. Với cái bộ đội ngũ 1.000 cộng tác viên lắp đặt bảo hành trên cả nước thì Qoo Chain đảm bảo được rằng là tất cả mọi vấn đề về lắp đặt cũng như mọi vấn đề về kỹ thuật sau khi quý vị anh chị đại lý sử dụng cái sản phẩm, cũng như là quý vị khách hàng của chúng ta sau khi mà sử dụng cái sản phẩm của Qoo Chain gặp phải thì đều có thể được xử lý một cách là trơn tru. Về những cái sản phẩm này thì về bếp điện từ là giống như một cái sản phẩm phễu của Qoo Chain. Qoo Chain bắt đầu bước vào thị trường bởi cái hai dòng sản phẩm chính là bếp điện từ và máy rửa chén. Thì bếp điện từ thì chúng ta thấy là với cái bề dày về kinh doanh của Qoo Chain trong cái lĩnh vực bếp điện từ thì chúng ta thấy có rất nhiều cái mã bếp điện từ, từ những cái giá bán rất là rẻ cho đến những cái sản phẩm cao cấp đến từ Đức với thời gian bảo hành lên đến 5 năm. Chúng ta còn tiếp tục phát triển cái bếp liền hút khói và hút khói những cái loại hút khói mới hiện đại hơn trong năm 2023 này. Những cái thiết bị gia dụng như chúng ta thấy là tất cả những cái mã nồi chiên trên thị trường thì Qoo Chain đều đã có, đều những cái phân khúc nồi chiên hấp trên thị trường thì Qoo Chain cũng đều đã có, đảm bảo được rất là nhiều cái dung tích khác nhau từ 12 đến 16 lít. Với nồi chiên hấp thì chúng ta có 16 lít. Những cái nồi chiên cỡ bé nhất của Qoo Chain đã là 12 lít, hoàn toàn đảm bảo là chúng ta có thể chế biến được rất là nhiều món ăn, cho cái bữa ăn của chúng ta được thêm cái phần những cái chế độ khẩu phần ăn lành mạnh hơn, an toàn cho sức khỏe hơn. Trong tương lai thì Qoo Chain phát triển thêm những cái dòng sản phẩm là lò nướng lắp âm. Thực ra cái lò nướng lắp âm này thì không phải là Qoo Chain mới phát triển gần đây, chúng ta đã có trước đây rồi, trên cái gian hàng của showroom Hà Nội cũng như showroom Hồ Chí Minh chúng ta đều thấy là lò nướng lắp âm đã có mặt ở đấy rồi. Nhưng đấy là những cái sản phẩm đời cũ. Vừa rồi thì cái phản hồi của thị trường với cái sản phẩm này thì người ta sẽ thích những cái nồi chiên không dầu hơn, cho nên sản phẩm này sẽ quay lại vào trong năm 2023 tới đây anh chị nhé. Và tháng 9 tới đây chúng ta sẽ ra mắt máy pha cà phê, máy làm bánh và máy làm mì tươi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những sản phẩm khác như lò nướng 4 trong 1 hay là cái thùng rác điện tử tự phân hủy rác. Về robot lau nhà, robot hút bụi thì chúng ta có những cái dòng sản phẩm từ phân khúc rất là rẻ như là 2809 dành cho những cái gia đình chung cư, ở chung cư hay là những cái diện tích dưới 120 m2, nhà ít đồ vật, ít vật cản.
hay đến những cái sản phẩm cao cấp hơn như là robot 8881 bây giờ đã được nâng cấp lên thành robot 8882 với cái laser nhận diện POF và những cái nhận diện thông minh có trợ lý ảo tiếng Việt. Robot 9991 thì cũng đã là tạm dừng kinh doanh bởi vì là cái sản phẩm này đang được nâng cấp lên một cái series mới và anh chị vừa sẽ chờ đợi trong cái thời gian sắp tới. Đây là robot một cái dòng robot là có tự đổ rác. Sản phẩm một cái sản phẩm để nối tiếp cái chuỗi mà chăm sóc gia đình của chúng ta thì chúng ta có sản phẩm là cây lau nhà thông minh. Cây lau nhà thông minh này thì nó sẽ khác cái con robot một chút là nó sẽ dành cho những cái gia đình mà người ta thích tự làm hơn, người ta không thích cái tự động hóa của con robot và người ta thích sử dụng những cái sản phẩm về có cái lực hút mạnh hơn và thao tác lau và hút chỉ trong một cái thao tác thôi thì chúng ta sẽ chú trọng xử lý chú trọng quan tâm đến cái sản phẩm là cây lau nhà thông minh này. Và trong tương lai thì Kuchen tiếp tục phát triển cái con robot lau kính, máy hút bụi sofa, thảm giường. Về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thì Kuchen luôn luôn phát triển những cái dòng sản phẩm để chúng ta chú trọng ở cái sức khỏe của chúng ta thì một phần rất là lớn liên quan đến cái bữa ăn hàng ngày, bữa ăn hay là cái thức uống hàng ngày của chúng ta thì Kuchen rất là chú trọng để phát triển những cái dòng sản phẩm đó để đảm bảo được cho cái bữa ăn của chúng ta đủ chất, đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn cũng như là cái sự lành mạnh của cái chế độ ăn uống của chúng ta dành cho những cái người mà có cái chế độ ăn khác biệt một chút, ví dụ như là giảm béo hay là bị những cái bệnh về tim mạch hay là những cái người đang điều trị về ung thư thì chúng ta có những cái dòng sản phẩm như là máy ép chậm đấy để ép tất cả những cái loại rau củ hoa quả, máy làm sữa hạt để làm những cái loại hạt cũng như là pha cà phê rồi là làm súp. Chúng ta có nồi cơm điện cao tần, hiện tại sản phẩm này thì cũng đang tạm dừng kinh doanh để chúng ta bắt đầu chào đón cái sản phẩm nồi cơm điện mới sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới ạ. Với một cái sản phẩm như máy xay thịt giá 1 triệu 2 thì là một cái sản phẩm rất là dễ dàng để chúng ta bắt đầu tiếp cận khách hàng của chúng ta. Chúng ta có máy xay tóc giá 5 triệu 990 vừa ra mắt cách đây không lâu với một cái thiết kế rất là nhỏ gọn và cái công suất sấy tóc cực kỳ cao, thiết kế thông minh và nhiều phụ kiện để đảm bảo được tất cả cái nhu cầu của chị em phụ nữ cũng như tất cả mọi thành viên trong gia đình của chúng ta. Trong tương lai thì Kuchen tiếp tục phát triển những cái dòng sản phẩm là ấm đun nước đa năng, máy sinh tố cầm tay, bàn là hơi nước và nồi áp suất đa năng cao tần. Máy lọc không khí, về nói về máy lọc không khí thì chúng ta đang thấy là cái chất lượng không khí của chúng ta đang ngày một ô nhiễm đi. Thay vì những cái chỉ số thông thường thì chúng ta sẽ thấy là gần đây thì bắt đầu chúng ta nhận thấy là có thêm những cái chỉ số về bụi mịn thì chúng ta thấy là cái không khí của chúng ta đang bị đe dọa ở cái mức nghiêm trọng rồi. Thì Kuchen phát triển rất nhiều cái dòng sản phẩm máy lọc không khí để phù hợp cho từ những cái không gian lớn cỡ lớn như là phòng 45 mét vuông cho đến những cái không gian nhỏ như là ô tô thì hoàn toàn có thể đảm bảo được những cái nhu cầu của chúng ta, tất cả mọi cái không gian của chúng ta. Ngoài ra Kuchen tiếp tục phát triển những cái dòng sản phẩm như máy tạo ẩm, máy hút ẩm, quạt không khí có cánh không cánh và máy cấp khí tươi. Những cái dòng máy giặt và máy sấy của Kuchen được xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ với thiết kế rất là chắc chắn, các cái chức năng cao cấp dễ sử dụng, và nhờ những cái chức năng này thì hoàn toàn là có thể là xử lý quần áo của chúng ta, những cái quần áo loại cao cấp của chúng ta để tránh bị sơ sợi vải, đảm bảo được rằng là độ bền vải cũng như là sấy những cái sản phẩm của chúng ta một cách khô thì chúng ta có thể là sử dụng luôn. Những cái mã máy rửa chén của Kuchen thì chúng ta đã tiếp cận rất là nhiều cái mã máy rửa chén Kuchen hiện tại đang kinh doanh thì Kuchen có ba cái dòng sản phẩm này và đây cũng là những cái dòng sản phẩm phễu của Kuchen để Kuchen có thể tiếp cận với khách hàng của chúng ta tốt hơn. Những dòng sản phẩm máy rửa chén của Kuchen thì với nhiều tính năng và có những chức năng cực kỳ vượt trội như là sấy hơi nước cũng như là chức năng sấy hé cửa đóng cửa đảm bảo được là tất cả khách hàng của chúng ta đều có thể lựa chọn được đều có thể là lựa chọn được bất cứ một cái dòng sản phẩm nào của Kuchen. Những cái thiết bị chăm sóc sức khỏe, ngoài ra chúng ta có sức khỏe răng miệng nữa thì chúng ta có bàn chải trẻ em, bàn chải người lớn và tăm nước. Đây cũng là những cái ví dụ mà em vừa nói ở đầu cái buổi trình bày của em, đấy là những cái sản phẩm này chúng ta đều có thể là upsell dễ dàng. Khi mà chúng ta bán được một sản phẩm cho người lớn thì hoàn toàn chúng ta có thể là kinh doanh thêm, bán thêm những sản phẩm khác cho trẻ em nữa. Những cái thiết bị về nấu ăn của Kuchen thì chúng ta thấy rất là nhiều bộ nồi Ý, bộ nồi đá núi lửa, bộ nồi những cái bộ chảo dính cam. Thì thường thường những cái chảo này chúng ta hay thấy được là Kuchen sẽ
tặng cho khách hàng khi mà chúng ta mua những một số những cái sản phẩm thường xuyên sẽ có những cái chương trình khuyến mãi và được tặng tặng kèm với chảo chống dính này. Và trong tương lai thì Kuchen phát triển thêm một cái brand nữa, không phải là brand Kuchen, chúng ta sẽ có thêm một brand nữa kinh doanh về cái dòng sản phẩm bộ dao thìa nĩa cao cấp. Đây là cái phương hướng trong tương lai sắp tới của Kuchen, sẽ có thêm nhiều cái line hàng khác liên quan đến là đồ nhựa nguyên sinh, bộ dao thìa nĩa, và Kuchen sẽ phát triển thêm để quý vị anh chị đại lý có thể dễ dàng tiếp cận với cái lượng khách hàng của chúng ta hơn nữa. Trong tương lai thì chúng ta còn có những sản phẩm lớn như là tủ lạnh, như là vòi bếp, chậu rửa, máy nước nóng, những cái khóa cửa thông minh. Để đồng hành cùng Rokpi thì Kuchen cam kết là đại diện chính hãng của duy nhất của Kuchen tại Việt Nam, mang lại những cái lợi thế cao nhất về những sản phẩm chất lượng châu Âu, hỗ trợ lắp đặt bảo hành trên cả nước, liên tục mở các lớp đào tạo công viên lắp đặt mới. Và Kuchen cam kết đồng hành lâu dài cùng Rokpi, bảo vệ đại lý và khách hàng của Rokpi, kiểm soát bán phá giá, giữ giá bán lẻ, đảm bảo lợi ích cao nhất cho nhà bán hàng. Cái việc kiểm soát bán phá giá này là một việc rất là quan trọng khi mà chúng ta kinh doanh, mà chúng ta có những cái mức giá nó không đồng đều nhau, và cái mức giá có thể là giảm quá sâu, nhiều người sẵn sàng cắt máu, gọi là chúng ta gọi một cái từ là cắt máu đấy, để có thể là đẩy được cái sản phẩm ra ngoài. Thì những cái việc kinh doanh như thế sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái đại lý khác, và người ta, nhất là khi mà người ta đăng lên những cái nền tảng thương mại khác như là Lazada, như là như là Shopee, thì ảnh hưởng. Và Kuchen cam kết là khi mà ngay sau khi tiếp nhận cái vấn đề về cái việc bán phá giá này, thì Kuchen sẽ giải quyết cái vấn đề này chỉ trong 3 ngày, là nhiều nhất, để có thể đảm bảo tất cả lợi ích cho quý vị anh chị. Và Kuchen cam kết là nhanh chóng sản xuất những cái sản phẩm đang là xu hướng cho nhà bếp và đồ gia dụng, để có thể là anh chị tiếp cận với cái lượng khách hàng đông đảo của mình. Và hôm nay thì cái thời lượng của chúng ta thì cũng cũng là một cái ngày trong cái ngày kỳ nghỉ của chúng ta, thời lượng của chúng ta không có nhiều, cho nên là em xin phép kết thúc cái phần trình bày ở đây. Và để tham gia, để có thể là nắm được nhiều cái kiến thức hơn về những dòng sản phẩm, thì Kuchen có cái buổi Zoom cố định vào kiến thức gia dụng vào 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần, sẽ được trình bày trực tiếp bởi CEO Đỗ Mai Lâm. Chúng ta sẽ có cái buổi Zoom này để chúng ta có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn và có thể thêm những cái trao đổi nhiều hơn anh chị nhé. Và cảm ơn quý vị anh chị đại lý đã dành thời gian, dành tình cảm cho tất cả VIP trong ngày hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn và em xin phép nhường mic lại cho MC của chúng ta. Dạ rồi, em xin cảm ơn sự chia sẻ của Nam Trung, của em Nam Trung rất là nhiều, bởi vì qua cái phần chia sẻ nó tương đối thời gian nó hơi gấp rút, do sáng hôm nay chúng ta có đến 3 VDB lận, do đó nên là cũng khá là ngắn về thời gian các anh chị. Nhưng mà cái phần về các cái buổi đào tạo của Kuchen thì thường xuyên diễn ra và sẽ luôn được hỗ trợ từ các anh chị trong BDB Kuchen. Do đó ở dưới khung chat chúng ta đã thấy các cái link của các nhóm Zalo. Các anh chị đại lý, chúng ta hãy join vào các nhóm của nhà Kuchen để chúng ta sẽ được hỗ trợ, và trong đó các câu hỏi cũng sẽ được các anh chị hỗ trợ rất là nhiệt tình và chi tiết rõ ràng các anh chị. Mình cứ yên tâm join vào các nhóm và chúng ta sẽ còn có những cái buổi đào tạo sau này nữa liên tục, vào hàng tuần đều có. Do đó nên là đây là một cái sản phẩm mà chúng ta thấy là hầu như gia đình nào cũng cần, bởi vì Kuchen đã đi đến cái line hàng là gia dụng thì hầu như gia đình nào cũng sẽ cần những cái bếp, rồi những cái nồi, hoặc là máy hút bụi vân vân. Do đó nên các anh chị chúng ta có thể join vào để chúng ta bán những cái sản phẩm của nhà Kuchen nhé các anh chị. Và đương nhiên là Hương biết là các anh chị sẽ có những cái câu hỏi, nhưng mà chúng ta sẽ join vào các nhóm để được hỗ trợ, và chúng ta sẽ được hỗ trợ trong những cái buổi Zoom tiếp theo nha các anh chị. Tại thời gian nó hơi gấp rút các anh chị, chúng ta còn đến 2 BDB nữa. Do đó cả nhà hãy giúp Hương gửi bông gửi hoa để cảm ơn sự chia sẻ của giám đốc trưởng phòng chăm sóc khách hàng của công ty Kuchen, em Nam Trung. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Và cả nhà biết là đời sống thì càng ngày càng đi lên, kinh tế phát triển và nhu cầu được thư giãn, được nghỉ ngơi, được thư thái sau một ngày làm việc căng thẳng, đó là một cái nhu cầu mà rất nhiều gia đình đang hướng tới. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu một cái sản phẩm đáp ứng những cái nhu cầu đó của những gia đình. Thì chúng ta sẽ cùng BDB Ogawa nghe cái sự chia sẻ của nhà Ogawa như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ mời
chị Cốt 3 sao là Trang My. Chị sẽ lên chia sẻ cái trải nghiệm và cái cách chị kinh doanh với nhà Ogawa này như thế nào. Thì chị Trang My á là vào Robby từ tháng 5 năm 2023 thôi cả nhà. Nhưng mà trong thời gian tốc chiến thì chị đã đi những cái line hàng chủ lực, trong đó có cái line hàng Ogawa, và giúp chị đạt được cái thành tích là Cost 3 sao luôn. Một cái thành tích phải nói là các anh chị em mình mới vào Robby thì vô cùng là hướng tới cái thành tích Cost 3 sao này, luôn luôn mong mỏi để đạt được cái thành tích Cost 3 sao cả nhà. Thì sau đây Hương xin giới thiệu chị My Trang ha. Chị My Trang sẽ lên chia sẻ cái trải nghiệm của mình. Chị My Trang ơi. Dạ À, rồi. chào các anh chị đang có mặt trong Zoom ạ. Em chào cảm ơn chị. À, mọi người có nghe em nói rõ không ạ? Có nghe em My Vâng. Trang rồi. Hôm nay cuối á, hôm nay là ngày lễ nhưng mà mọi người cũng tham gia khá là đông đủ. À, em thì em xin giới thiệu một chút, em tên là Trang ạ. À, em vào Ropi, thực ra là em vào Ropi cũng khá khá lâu rồi nhưng mà ngủ đông rất là mất một thời gian khá dài, thì sau đấy thì đến cái mùa tốc chiến vừa rồi mới bắt đầu gọi là chạy với cả Ropi. Thì cái la hàng đầu tiên em lựa chọn để đi đấy chính là cái la hàng thế giới lọc nước đấy, và do em là một cái chủ của cửa hàng gia dụng ở Hà Nội, thế nên là em cũng tìm kiếm những cái sản phẩm, gọi là những cái sản phẩm mà cùng cái la hàng mình đang kinh doanh đấy là gia dụng. Và em thì em rất là may là hôm nay thì là ba cái nhà PDP hôm nay chính là ba cái la hàng mà em đang kinh doanh cùng với cả Ropi. Và em biết được đến Ogawa là cái thời gian mà Ogawa vào ấy thì là hồi đấy là cũng biết đến, tuy nhiên là mình cũng chưa tiếp cận nhiều. Đấy thì là sau cái đợt mà Ogawa có tổ chức trưng bày ở bên bên kho Ropi Hà Nội thì em có sang và có trải nghiệm, thì có thể nói là thế giới lọc nước là người đã đưa em đến với cả Ropi và đưa em lên cái gọi là cái gian hạ có cái danh hiệu nho nhỏ mà đạt được Ropi. Nhưng mà Ogawa chính là cái gọi là cái lai hàng mà chốt để mà em có thể về đích tốc chiến, gọi là cũng có một chút thành công ạ. Đấy thì khi mà được biết đến cái trước đây thì em cũng đã tìm kiếm một cái lai hàng gọi là chăm sóc sức khỏe, về những cái mặt hàng máy móc chăm sóc sức khỏe, thì rất là may là trong quá trình tìm kiếm thì đã thấy Ogawa ở trong Ropi, thì em đã mua ngay một chiếc ghế massage, vì nhà nhà hầu hết là đồ gia dụng thì đủ hết rồi nhưng mà cái ghế massage thì chưa có. Và sau khi trải nghiệm cái ghế massage của Ogawa thì là từ chất lượng sản phẩm đến đến cái việc mà chăm sóc khách hàng, đến cái việc mà các bạn ý phân công cả những cái kỹ thuật của công ty đến lắp đặt từng nhà đấy thì rất là hài lòng luôn, rất là cảm giác ban đầu rất là hài lòng, và mình sẽ tin tưởng, mình rất là tin tưởng để mà bắt đầu kinh doanh với cả là la hàng máy massage Ogawa. Và cũng giống như Kuchen hay là thế giới lọc nước thì Ogawa cũng có rất là nhiều những cái mặt hàng nó phù hợp với nhiều đối tượng, nó từ từ giá thành hơn 1 triệu đến đến 88 triệu, nghĩa là nó có một cái giải, sản phẩm nó rất là dễ cho mình mà bắt đầu kinh doanh. Có thể là mình bắt đầu với cả một cái sản phẩm nho nhỏ như là cái gối massage hay là cái đệm massage hay là cái massage mắt, và lên nữa upsell lên nữa là cái ghế massage. Thì em thì là một người kinh doanh nhưng mà khá là khó tính, nghĩa là mình sẽ là một cái người tiêu dùng cực kỳ khó tính trước khi đưa cái sản phẩm ra với cả khách hàng. Thế thì ví dụ như là bên Ogawa thì em đã trải nghiệm cái ghế massage. Ấy, ghế massage thì mình cũng chỉ mua cái ghế massage 39 triệu thôi nhưng mà cực kỳ hài lòng luôn mọi người ạ. Rất là hài lòng, và coi như đấy là một cái trợ thủ đắc lực cho mình sau mỗi ngày làm việc đấy. Và cái việc mà mình sử dụng cái massage mắt hay là cái em để một cái đệm massage và một cái gối massage ở cửa hàng để cho khách hàng vào trải nghiệm. Nếu như mà các bạn nào mà ở Hà Nội thì cũng có thể là đến cửa hàng em để có thể trải nghiệm cái sản phẩm của Ogawa, thậm chí là Kuchen và Thế Giới Lọc Nước thì ở cửa hàng em cũng có để cho mọi người, nếu như mà mọi người cần thì có thể đến để trải nghiệm. Đấy thì cái việc mà hầu hết là các sản phẩm ở Ropi mà trước khi em kinh doanh thì em luôn trải nghiệm trước,
mình trải nghiệm để mình biết được mình sẽ là một người khách hàng cực kỳ khó tính nhất đi, để mình đánh giá cái chất lượng sản phẩm đấy nó như thế nào, nó có phù hợp để mình đưa ra để giới thiệu cho khách hàng hay không. Bởi vì là như em thì là trước thì em đi làm, sau này thì em mới đốt thuyền đi kinh doanh, thì mình sau này mình kinh doanh vẫn là dựa trên những cái gọi là cái uy tín cá nhân của mình. Thế thì trước khi mà mình quyết định đi đến một cái gọi là một cái lựa chọn một cái sản phẩm nào đấy để giới thiệu cho khách hàng, giới thiệu cho đồng nghiệp cũ hay giới thiệu cho những người xung quanh mình, thì mình phải biết được là cái sản phẩm đấy nó chất lượng của nó như thế nào, nó có tốt hay không, nó có gọi là nó có đáng để mình đưa cái uy tín cá nhân của mình ra để đi kinh doanh hay không. Đấy thì em thấy là đến thời điểm bây giờ thì cái việc lựa chọn cả ba cái line hàng là Thế giới lọc nước, Kuchen và Ogawa của em là rất là đúng đắn. Thì mọi người có thể thấy là khi mà mọi người đã vào Zoom này thì chứng tỏ là đã quan tâm đến cái line hàng gia dụng. Và có một điểm chung đấy là hầu hết là những cái line hàng gia dụng thì là có giá trị rất là cao. Thế nên là cái việc mà ví dụ như em những đi bán những cái nhỏ nhỏ mấy trăm nghìn thì em không thể lên cốt 3 sao trong vòng 3 tháng tốc chiến được. Đấy thì cái việc mà lựa chọn một cái sản phẩm mà nó có giá trị lớn thì tất nhiên là nó không phải là dễ dàng, tuy nhiên là đấy cũng là một cái bệ phóng cho mình để mình có thể đi nhanh hơn. Đấy, mình có thể đi nhanh hơn và tiến gọi là tiến nhanh hơn đến cái mục tiêu mà mình đã đề ra. Đấy thì em thì chỉ có những cái trải nghiệm gọi là chia sẻ những cái trải nghiệm như thế thôi. Thì với cái line hàng Ogawa thì là một là bên các bạn hỗ trợ rất là nhiệt tình, rất là chu đáo. Cái sản phẩm thì là hầu hết là những cái sản phẩm nó rất là phù hợp với cả nhu cầu. Ví dụ như bây giờ mình không chỉ là ăn ngon mặc đẹp nữa, mà mình còn tiến tới những cái sản phẩm mà chăm sóc sức khỏe, nâng cao cái đời sống của bản thân. Đấy thì cái việc mà tiếp cận với cả cái line hàng Ogawa thì em thấy là rất là hợp lý ở cái thời điểm bây giờ ạ. Đấy á, em chỉ có chia sẻ một chút như thế thôi. Thì cảm ơn tất cả anh chị đã lắng nghe cái chia sẻ của em, và hy vọng là mọi người có thể lựa chọn cho mình được cái line hàng kinh doanh phù hợp ạ. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn chị My Trang rất là nhiều luôn. Thì cả nhà thấy là cái sự chia sẻ của chị My Trang vô cùng năng lượng cả nhà, vô cùng năng lượng và giúp cho anh chị em người mới của mình tràn đầy năng lượng để chúng ta vững tin vào cái sản phẩm mà chị đã đồng hành. Và trong đó thì chị đồng hành cùng ba sản phẩm của ba cái nhà BDB ngày hôm nay luôn, tức là những cái sản phẩm về line hàng Kuchen, về line hàng Thế giới lọc nước và về bên line hàng của nhà Ogawa. Thì như như đầu chương trình Hương cũng có nói là cái dòng sản phẩm của ba nhà BDB thì nó giúp cho anh chị em mình đi nhanh hơn. Đương nhiên là chúng ta bán những cái sản phẩm mà những cái điểm point nó thấp vài trăm ngàn thì nó cũng cũng sẽ giúp các anh chị lên sao lên số, nhưng mà anh chị phải bán với số lượng rất là nhiều, phải tìm ra rất nhiều khách hàng. Nhưng mà với những cái sản phẩm của ba nhà BDB hôm nay thì sẽ giúp các anh chị đi nhanh hơn trên cái con đường các anh chị lựa chọn thành công ở Robby. Do đó nên Hương mới gọi là những cái sản phẩm chiến lược cả nhà. Cảm ơn sự chia sẻ của chị My Trang rất là nhiều. Và sau đây Hương xin giới thiệu chị Đặng Thảo là marketing của Okawa. Chị sẽ chia sẻ cái USP của sản phẩm cũng như là cái câu chuyện thương hiệu để các anh chị có những cái phân tích đánh giá cái tiềm lực của sản phẩm Okawa. Xin mời chị Thảo ạ. Dạ rồi, alo. Rồi, cảm ơn chị đã kết nối. Không biết là mọi người có nghe em Thảo nói rõ không ạ? Dạ có chị. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ Thảo sẽ ngắn gọn về Ogawa cũng như là cho mọi người có một cái nhìn khác về những cái dòng sản phẩm mà theo theo Thảo theo khái niệm của 5 6 năm về trước, đó là một cái sản phẩm xa xỉ phẩm và chỉ những gia đình mà có điều kiện thì người ta mới sở hữu những cái sản phẩm này. Thì đầu tiên thì chắc mọi Thảo sẽ xem một cái phần video ngắn về Ogawa tại Việt Nam hiện nay, và tới hiện nay là đã được 27 năm thành lập rồi.
Nó chưa có tiếng đó, chị Thảo ơi. Chị Thảo á, có thể kích vô cái phần chỗ hai cái nút ở dưới cho nó share cái tiếng đó chị Thảo. Chưa có tiếng chị Thảo ơi. Chị Thảo nghe em nói không chị Thảo ơi? Dạ, vậy chắc mọi người coi hình ảnh trước cho em để em đỡ mất thời gian, tại vì em cũng không biết À. sao nữa. Dạ dạ rồi, dạ. Dạ. Dạ rồi, em vừa chia sẻ với mọi người một cái clip về quá trình thành lập của Ogawa tính tới thời điểm hiện tại. Thì trải qua 27 năm trên thị trường, trải qua 27 năm trên thị trường, và hiện tại là Ogawa đã phát triển ra hơn 24 quốc gia và 800 cửa hàng trên toàn thế giới. Chỉ chuyên về sản xuất ghế massage cũng như là các thiết bị chăm sóc sức khỏe. Đây, Ogawa thì thành lập vào năm 1996 tại Malai, vì ông chủ là người Malai, với một cái phương châm duy nhất khi mà đưa sản phẩm ra thị trường, đó là spring up wellness, tức là đem suối nguồn của sức khỏe, tức là đem sức khỏe đến mọi nhà. Thì hiện tại mọi người có thể thấy thì mạng lưới của Ogawa đã trải dài rộng khắp từ Việt Nam, Thái Lan, những thị trường khó tính như là Singapore, Đài Loan, hoặc là châu Âu, hoặc là và châu Mỹ, với những cái con số ấn tượng là hơn 800 cửa hàng cũng như là 24 quốc gia hiện tại. Để mà có thể nói về một con số 27 năm thì đó là con số không có quá là dài, nhưng mà nó cũng đủ để mà Ogawa khẳng định được cái thương hiệu cũng như cái vị trí của mình trên thị trường. Giữa cái nếu như mà mọi người hiện tại trên thị trường á, nếu như mọi người như ở ở ở ở chỗ Thảo đi, nếu như chỗ em đi một trên một con đường, có thể là cách khoảng từ 200-300 mét là mọi người có thể thấy rất là nhiều cái cửa hàng ghế massage, rất là nhiều cái thương hiệu, và những cái ghế mà giá rẻ khoảng 9 triệu hoặc là 10 triệu là mọi người đã có thể sở hữu được một cái dòng ghế massage rồi. Thì giữa cái thị trường ghế massage đa dạng như vậy thì lý do tại sao mà khách hàng lại tin tưởng và lựa chọn Ogawa, em sẽ thứ nhất đó là về thương hiệu. Thì Ogawa đã khẳng định trên thị trường thế giới hiện tại đã là 27 năm và có mặt trên thị trường và có mặt khắp toàn cầu. Thứ hai đó là về chất lượng sản phẩm. Như clip mà em vừa chia sẻ thì mọi người có thể thấy cái quy trình sản xuất một cái ghế massage. Hiện tại Ogawa có hai nhà máy, một nhà máy là đặt tại Trung Quốc Hạ Môn và một nhà máy là đặt tại Nhật Bản. Thì hai nhà máy này chỉ chuyên về sản xuất các những thiết bị massage, những cái ghế massage, từ khâu nghiên cứu sản phẩm để cập nhật những cái sản phẩm phù hợp với cái xu hướng của thị trường, cho đến phần lắp ráp và xuất khẩu đi các nước là đều theo một quy trình khép kín, và tất cả sẽ là do đội ngũ kinh nghiệm lành nghề của Ogawa thực hiện. Để có thể mà xuất khẩu đi được không chỉ thị trường Việt Nam mà một số thị trường khó tính như là châu Âu hay châu Mỹ thì đòi hỏi một cái quy trình kiểm định chất lượng rất là nghiêm ngặt. Chia sẻ như vậy để mọi người thấy rằng là ghế massage Ogawa thật sự là chất lượng để mà có thể đem đến người tiêu dùng trên toàn cầu. Thứ hai đó là về công nghệ, những cái công nghệ tân tiến. Thông thường thì mọi người hay có một khái niệm như thế này: ghế massage chỉ là đơn thuần là mình nằm lên một cái ghế và con lăn nó sẽ di chuyển lên xuống, nó sẽ massage như mọi người. Nhưng mà thực ra khái niệm này nó không nó đúng nhưng mà nó chưa đủ. Khi mà mọi người nằm trên một cái ghế massage Ogawa, đó là việc đầu tiên, đó là công nghệ scan body. Nói một cách đơn giản đó là ghế nó sẽ định vị được những cái huyệt đạo trên cơ thể của mình. Mỗi người sẽ có những cái chiều khung xương khác nhau, cái chiều dài khác nhau, như em 1m58 hoặc là với anh chị 1m6 thì cái vị trí huyệt đạo trên cơ thể sẽ khác nhau. Thì việc đầu tiên đó là ghế nó sẽ scan body, nó sẽ định vị huyệt đạo để xác định được đúng vị trí huyệt đạo. Khi mà nó xác định được đúng vị trí huyệt đạo thì cái việc mình sử dụng massage mỗi ngày nó sẽ tốt cho sức khỏe. Giống như là khi mà hồi xưa, một ví dụ như bệnh cao huyết áp hay là bị tiểu đường đi, ngoài ngoài việc mà chúng ta bổ sung những cái thực phẩm chức năng, vitamin, thì hồi xưa thì ông bà ta hay có một cái phương pháp nó
điều trị khác đó là cho đông y, đó là châm cứu bấm huyệt và massage. Thì cái việc chúng ta sử dụng một cái ghế massage ở nhà nó cũng giống như vậy, những con lăn nó sẽ bấm huyệt, nó sẽ ấn vào những cái huyệt đạo của mình để hỗ trợ cải thiện tình trạng máu lưu thông tốt hơn. Khi mà việc cái máu, hệ tuần hoàn máu của chúng ta lưu thông tốt hơn thì sẽ hạn chế được rất là nhiều bệnh, nhất là người lớn tuổi, như những cái chứng bệnh như là tai biến hả, đột quỵ, đặc biệt là người lớn tuổi. Thì việc mà mỗi ngày mà mình sử dụng cái ghế massage mỗi ngày á thì sẽ hỗ trợ sức khỏe. Thì nó giống như là ở Malai là nơi mà thành lập Ogawa. Nếu mà mọi người có dịp qua Malai thì mọi người hỏi hỏi một bất kỳ một người dân nào thì khoảng hơn 99% người dân ở Malai đều biết tới thương hiệu Malai, đều biết tới thương hiệu Ogawa, và họ sở hữu trong nhà mình ít nhất là một cái ghế massage, vì đối với họ ghế massage là một cái sản phẩm gia dụng thiết yếu chứ nó không phải là một cái sản phẩm xa xỉ phẩm. Và ở thị trường Việt Nam trong vòng 2-3 năm trở lại đây thì cái định nghĩa đó đang bắt đầu đúng, tức là người ta bắt đầu khi mà cuộc sống mà cải thiện hơn, về những cái nhu cầu người ta đòi hỏi về sức khỏe, về đời sống vật chất tinh thần nó đã nâng cao hơn, thì cái ghế sở hữu một ghế massage nó không còn là một cái gì đó nó quá cao siêu và xa xỉ nữa, mà nó là một cái vật dụng thiết yếu, giống như là mỗi nhà mình sẽ có một cái nồi chiên của Fuji nè, hoặc là một cái tủ lạnh, hoặc là một cái máy giặt. Về thứ ba đó là về chính sách hậu mãi. Giữa Ogawa đã tồn tại 27 năm và 17 năm ở tại thị trường Việt Nam. Để khẳng định một điều là khi mà mọi người mua một cái ghế massage thì ra một cái ghế massage giá trị không hề nhỏ, thì tầm khoảng là 20 mấy triệu. Về chính sách hậu mãi và chính sách bảo hành sau này là sẽ luôn có đội ngũ của Ogawa hỗ trợ trên khắp mọi miền của đất nước. Hiện tại là Ogawa đang miễn phí vận chuyển, lắp đặt. Dù khách hàng mình có ở Hồ Chí Minh, Hà Nội hay là những cái tỉnh xa hơn như là Hưng Yên, Thái Dương thì đều Ogawa đều có hỗ trợ miễn phí vận chuyển, miễn phí lắp đặt, và tất cả sẽ là do chính đội ngũ kỹ thuật của Ogawa tới hướng dẫn và lắp ráp trực tiếp cho mình. Về chính sách bảo hành trong quá trình sử dụng, nếu mà có bất kỳ vấn đề gì thì cũng do chính đội ngũ Ogawa tới tận nhà để hỗ trợ cho khách hàng để có thể đảm bảo được chất lượng. Ogawa sẽ không thuê bất kỳ một đơn vị thứ ba nào tại địa phương để mà có thể hỗ trợ kiểm tra bảo hành cho mình. Tất cả đều sẽ do chính kỹ thuật của Ogawa từ Hồ Chí Minh và Hà Nội để có thể đảm bảo được chất lượng cũng như là uy tín thương hiệu. Thì như em có chia sẻ là Ogawa là có sản xuất trực tiếp từ nhà máy của Ogawa, nên về sau này về những cái linh kiện thay thế là đều là do chính hãng từ Ogawa trực tiếp sản xuất. Thực ra một số cái thương hiệu thị trường ghế ghế giá rẻ hiện tại như những cái ghế như 9 triệu, 10 triệu trên thị trường mọi người thấy á, thì đấy là những cái thương hiệu nội địa và nó chỉ có tại ở Việt Nam thôi. Còn Ogawa là thương hiệu quốc tế và đã có mặt hơn 24 quốc gia trên toàn thế giới. Nên là khi mà mọi người không phải lo về chính sách bảo hành, tại vì Ogawa có một cái gọi là một cái tập Ogawa là một tập đoàn, và cái có chính sách về chính sách hậu thuẫn về về tài chính mạnh để mà có thể tồn tại và phát triển cho tới bây giờ. Một số khách hàng khi mà mua những cái ghế thị trường nội địa khác á, khi mà gặp những cái vấn đề bảo hành á, thì mình kiếm kiếm những cái thương hiệu đó thì lại không 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 thấy nữa, hoặc nó đã biến mất, hoặc là những cái thương hiệu đó đã đổi tên sang thành một cái thương hiệu khác. Đó là một trong những cái lý do mà tại sao mọi người phải chọn Ogawa giữa cái muôn vàn thị trường ghế massage hiện tại. Đây đây là những cái giải thưởng mà Ogawa đạt được trong thời gian gần đây, như là top 10 thương hiệu mạnh ASEAN 2020, top 10 thương hiệu dẫn đầu năm 2022. Còn đây là em nói ngoài một xíu, đó là Ogawa là một thương hiệu ghế massage đầu tiên có công trình nghiên cứu khoa học. Tức là Ogawa đã tổ chức một cái cuộc khảo sát trên 1.000 người và kéo dài gần 2 năm, chứng thực trên đó là 500 người sử dụng ghế massage mỗi ngày và 500 người không sử dụng ghế massage mỗi ngày. Và kết quả của cái cuộc khảo sát này cho thấy rằng những người mà sử dụng ghế massage 15 phút mỗi ngày đã cải thiện rõ rệt cái tình trạng hệ thống oxy trong máu, tuần hoàn máu, cũng như là cải thiện giấc ngủ rõ rệt. Đây là có chứng thực nghiên cứu được công nhận, và Ogawa là thương hiệu ghế massage đầu tiên có cái chứng thực cải thiện về sức khỏe khi mà chúng ta sử dụng ghế massage. Và đến với trên kệ rugby
đến rất là nhiều những cái dòng ghế đa dạng có thể chăm sóc cho cả gia đình, từ người lớn tuổi cho đến những người trẻ tuổi như là em, và chăm sóc từ đầu cho tới lòng bàn chân luôn. Ví dụ như sản phẩm chân thì bên em có hai dòng, đó là ôm Sen Phúc Ti và ôm Ni. Thì hai dòng này khác nhau là một cái á, là chúng ta sẽ chỉ massage lòng bàn chân thôi. Thì như mọi người biết á, lòng bàn chân là nơi tập trung, nó được ví như là trái tim thứ hai của cơ thể á, là nơi tập trung những cái huyệt đạo chính liên quan đến các bộ phận trên cơ thể. Mỗi ngày mà chúng ta massage lòng bàn chân, nó sẽ giúp lưu thông tuần hoàn máu và cải thiện những cái vấn đề liên quan đến gan nè, dạ dày nè, tiêu hóa hoặc là tim mạch đó. Đây là cái massage chân của Ogawa, và một cái dòng sản phẩm massage chân tiếp đó là một cái massage chân Omni. Thì cái massage chân Omni này khác với cái dòng massage chân kia là nó có thể massage phần đầu gối. Như mọi người có thể thấy ở cái phần trên này chúng ta có thể tháo rời và chúng ta có thể massage phần đầu gối, phần bắp đùi hoặc là phần bắp chân đều được. Đây, đó là sự khác nhau giữa hai sản phẩm. Rồi, từ chân. Rồi nếu như mà khách hàng chỉ có nhu cầu về massage lưng hoặc massage mông thôi thì Ogawa có một dòng sản phẩm đó là đệm massage. Đây là đệm massage đa năng. Thì đệm này thì chúng ta có thể để ở trên ghế văn phòng làm việc hoặc là ghế sofa ở nhà, hoặc là khi mà mình đi du lịch, hoặc là những anh tài xế mà chạy đường xa cần hay bị các vấn đề về cổ vai gáy thì mình có thể sử dụng cái đệm massage này. Như em đây hôm nay đang ngồi trên một cái đệm massage dual. Đây, vừa làm việc mà chúng ta có thể vừa massage. Cái đệm massage này sẽ massage cho chúng ta từ đầu cho tới thắt lưng và phần mông. Cái điểm đặc biệt của cái đệm này đó là ngoài chế độ làm nóng để giúp chúng ta giảm bớt được cái cơ mệt mỏi, thì nó một cái chế độ nữa đó là chế độ làm mát. Đây là chế độ độc quyền của Ogawa, tức là khi mà chúng ta đi xe mà nóng quá, mình không có sử dụng chế độ làm nóng thì mình bật chế độ làm mát lên, nó sẽ giúp cho cái phần phần lưng của mình được thoáng mát hơn. Tiếp, đây là một cái sản phẩm mới và nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực từ mọi người, đó là đai massage đa năng. Đối với phần đai massage đa năng này, thiết kế đó là công thái học. Thiết kế công thái học tức là như thế nào? Nó là khi mà chúng ta sử dụng, nó sẽ ôm sát vô cái phần của cơ thể mình luôn. Mình có thể sử dụng đa vị trí, tức là mình có thể sử dụng từ massage bụng cũng được để giúp làm giảm mỡ bụng nè, săn chắc cái vùng mỡ dưới da nè, rồi massage thắt lưng, massage cổ vai gáy. Và đặc biệt cái đai này á, mình có thể vừa đeo đai massage, mình vừa làm việc, mình vừa nấu ăn, mình vừa làm việc, mình vừa làm việc nhà đều được. Và một cái sản phẩm tiếp theo là nó cũng là một cái đai, nhưng mà sản phẩm này chúng ta sẽ cắm trực tiếp, mình có thể dựa vào cái ghế làm việc của mình có thể treo cùng cái dual này, mình dựa vào để mà mình có thể massage cái phần cổ vai gáy mình. Vì đó, với những người làm việc văn phòng như Thảo á, như em á, thì cái phần cổ vai gáy hay bị cứng, thì cái sản phẩm này sẽ là phù hợp cho những người như dân văn phòng hoặc là ngồi trên xe ô tô cũng được luôn. Thì tất cả các sản phẩm này đều có một cái đầu chuyển đổi, bên em đều tặng một cái đầu chuyển đổi để mà mọi người có thể sử dụng trên ô tô và sử dụng linh hoạt mọi lúc mọi nơi. Đây, từ chân rồi tới thắt lưng rồi tới phần cổ vai gáy rồi, và một cái bộ phận khác trên cơ thể đó chính là vùng mắt của chúng ta. Thì ít 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 khi mọi người mà mình quan tâm tới cái vùng mắt này, nhưng mà thực ra nếu mà mình massage mắt mỗi ngày sẽ giúp mình cải thiện được cái máu da dẻ hồng hào hơn, cũng như là cải thiện được cái vấn đề cận thị nè, thâm quầng mắt nè. Massage mắt này lên kệ rất bi chắc tầm khoảng gần 2 tháng, và là một sản phẩm được nhận được phản hồi rất tích cực từ anh chị. Hầu như anh chị đại lý nào mà sử dụng cái massage mắt này đều rất là thích. Nó khác trên thị trường một cái là trên thị trường massage mắt đó chỉ là những cái túi khí nó bơm ra bơm vào thôi, nhưng mà massage mắt Ogawa là nó sẽ có 14 đầu silicon bao quanh khu vực vùng mắt và tác động lên những cái huyệt đạo xung quanh vùng mắt để giúp chúng ta giảm mỏi mắt và cải thiện được vấn đề thị lực, bọng mắt cũng như là thâm quầng mắt. Rồi massage thái dương, chúng ta sẽ cải thiện được cái tình trạng mà đau đầu hoặc đau nửa đầu. Và điều đặc biệt của massage mắt này, nó là nó sẽ massage hai bên cái cánh mũi của chúng ta, tác động vào xoang xoàng và xoang bướm. Thì những người mà bị cái vấn đề về viêm mũi dị ứng hay là viêm xoang, thì khi mà mình massage mắt 15 phút mỗi ngày sẽ giúp mình cải thiện vấn đề viêm xoang, hoặc là mùa lạnh mình có hay bị tình trạng nghẹt mũi, mình sử dụng massage mắt này cũng sẽ giúp mình cải thiện được những vấn đề như là nghẹt mũi nè, viêm xoang nè, đau nửa đầu nè, mỏi mắt. Đó là cái massage mắt
Đặc biệt là cái massage mắt này là mình khi mà mình sử dụng mình có thể nhìn thấy bên ngoài luôn, chứ không có là mình bị che mất tầm nhìn, là mình có thể nhìn thấy bên ngoài, mình có thể sử dụng điện thoại, mình có thể vừa vừa sử dụng massage mắt vừa sử dụng điện thoại làm việc được. Và cái điều thứ đặc biệt của một massage mắt này đó là có một cái chương trình rất là đặc biệt và Thảo rất là thích cái chương trình này, đó là khi mình vừa massage mắt và máy nó sẽ hướng dẫn mình cách điều chỉnh nhịp thở, điều hòa nhịp thở như thế nào, cách ngồi tư thế như thế nào, vừa kết hợp với massage vừa kết hợp với điều chỉnh nhịp thở giống như là ngồi thiền vậy đó, thì sẽ giúp cái tinh thần của mình được sảng khoái hơn và mình sẽ được thư giãn hơn. Thì hiện tại massage mắt này đang có giá là 3 triệu và bán rất là chạy trên sàn Ruby. Và một cái phân khúc sản phẩm cuối cùng đó là ghế massage, thì mọi người có thể thấy ở đây trên màn hình thì Ogawa trên kệ Ruby hiện tại là đang có 4 dòng ghế giá từ 29 triệu cho đến 88 triệu. Nếu như mà mọi người thấy có thể là 29 triệu hoặc 88 triệu thì có thể thấy là giá thành rất là cao, nhưng mà em thử làm một bài toán nhỏ như thế này. Ví dụ như ghế 29 triệu thì mỗi tháng chia ra thì chúng ta chỉ trả 2 triệu tư trong một tháng là chúng ta đã có thể sở hữu được một chiếc ghế massage. Và nếu ta tính một ngày thì chỉ từ 79 ngàn là chúng ta đã có được một ghế massage rồi. 79 ngàn nhiều khi là chỉ là một bằng một tô phở hay là một ly nước hay là một ly trà sữa thôi. Thì với giá trị như vậy nếu mà mọi người tính, nhưng mà mình sở hữu ghế massage không phải là cho bản thân mình mà là còn cho cả gia đình mình sử dụng, từ ông bà cha mẹ cho đến vợ chồng đều được sử dụng hết, thì tính ra một cái giá thành ghế massage nó không phải là mắc vàng, nhưng mà cái lợi ích và cái giá trị nó đem lại rất là lớn. Tùy theo nhu cầu của khách hàng, mỗi cái dòng ghế từ 29 nè, 39 là cái dòng ghế này thì từ khoảng 100 ngàn một ngày thôi, còn dòng ghế cao cấp nhất là dòng ghế 88 triệu là khoảng từ 250 ngàn một ngày. Thì tùy theo cái nhu cầu của khách hàng cũng như là cái khả năng kinh tế mà chúng ta có thể tư vấn những cái dòng ghế phù hợp, tại vì mỗi dòng ghế này đều sẽ có những cái đặc điểm và những cái kỹ thuật nổi bật riêng của nó. Hoặc là đơn giản thôi, nếu mà khách hàng mà chưa có điều kiện nhiều lắm đó, thì chúng ta có thể tư vấn cái combo này vừa đệm vừa chân, tức là nó đã massage từ phần thắt lưng cho tới vùng vùng mông của mình và kết hợp với massage chân nữa, là coi như chúng ta đã có một cái ghế thu nhỏ tại nhà rồi, và giá thành chỉ từ là 35.000 đồng một ngày thôi. Thì đối với cái combo này thì chúng ta có thể đặt cái đệm trên cái ghế làm việc và ở dưới thì chúng ta massage chân, chúng ta vừa vừa làm việc hoặc là vừa training Zoom như thế này, chúng ta có thể vừa massage rồi vừa thư giãn. Đây là những cái đặc điểm nổi bật của 4 dòng ghế hiện tại trên sàn Ruby. Thì thông tin chi tiết thì mọi người có thể gia nhập vào nhóm Zalo hoặc group tư vấn, thì sẽ có các bạn sẽ hỗ trợ chi tiết cho mọi người về đặc điểm những cái sản phẩm này như thế nào, tính năng nổi bật và vì sao mọi người nên massage mỗi ngày. Thì có một câu chuyện nhỏ Thảo chia sẻ như thế này. Có một cái chị khách hàng của Thảo là cách đây khoảng 3 năm thì ba chị là bị tai biến, nhưng mà ở mức độ nhẹ thôi. Nhưng mà khi mà sau một cái thời gian khoảng mấy tháng sử dụng ghế massage thì chị có nhắn tin, thì gần đây chị có nhắn tin cho Thảo là ba chị hiện tại là đã có thể cầm đũa để mà ăn cơm cũng như là đi lại, và chị rất là vui vì điều đó. Và cảm ơn Thảo là đã dụ chị đã mua cái ghế massage này. Thì chia sẻ với mọi người là không chỉ là chúng ta đợi mà chúng ta có bệnh, có xuất hiện triệu chứng thì chúng ta mới massage, thì massage nó sẽ giúp, mỗi ngày sẽ giúp mình cải thiện máu huyết lưu thông tốt hơn, mà khi máu huyết lưu thông tốt hơn thì sẽ máu về tim tốt hơn, thì sẽ máu sẽ đi nuôi các bộ phận trên cơ thể, giảm áp lực về tim, hạn chế được các bệnh tim mạch, nghẽn mạch gây ra những cái triệu chứng như là tai biến nè, huyết áp cao hoặc là tiểu đường. Thì dù mà chúng ta có gặp những cái vấn đề tình trạng sức khỏe nào thì chúng ta vẫn nên massage rồi, thì nếu mà chưa gặp tình trạng vấn đề sức khỏe thì mình vẫn nên massage mỗi ngày để mà có thể giúp mình cải thiện cái máu huyết mình lưu thông tốt hơn để ngăn ngừa được các bệnh. Thì tùy theo nhu cầu cũng như là cái tính chất công việc mà mọi người có thể chọn những cái dòng sản phẩm phù hợp hiện tại trên 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 sàn Ruby của đối với nhà Ogawa, từ massage chân cho đến tay massage rồi để massage hoặc là cao cấp hơn là chúng ta có sở hữu một cái ghế massage toàn thân luôn, có thể chăm sóc được cả gia đình. Rồi phần chia sẻ ngắn gọn của Thảo để cho mọi người có cái nhìn về Ogawa, thì mọi thông tin chi tiết thì mọi người có thể gia nhập những cái nhóm Ogawa trên Zalo hoặc Facebook, thì các bạn sẽ hỗ trợ cho mọi người chi tiết hơn cách tư vấn khách như thế nào và làm sao để mà chúng ta có thể tiếp cận được khách hàng. Rồi em xin nhường mic lại cho chị MC ạ.
À, rồi. Dạ rồi, em xin lỗi hồi nãy giờ em tắt mic. Dạ, em xin nói lại là cảm ơn chị Thảo rất là nhiều. Thì qua cái phần chia sẻ của chị Thảo thì cũng đã phần nào giúp các anh chị nắm được cái sơ qua về các cái dòng sản phẩm mà nhà Ogawa đang kinh doanh, cũng như là các cái phân khúc thị trường như thế nào để giúp các anh chị có thể tiếp cận với khách hàng. Do đó nên các anh chị hãy join vào các nhóm Zalo của nhà cung cấp các anh chị. Em thấy có rất nhiều các anh chị quan tâm đến sản phẩm của Ogawa và cũng có rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà thực sự là cái thời gian nó hơi là ngắn các anh chị. Do đó nên là các anh chị cứ join vào các nhóm sẽ được nhà Ogawa hỗ trợ rất là nhiệt tình, rất là đầy đủ các anh chị. Thì một lần nữa xin cảm ơn chị Thảo và cả nhà hãy giúp Hương gửi lời cảm ơn đến sự chia sẻ của chị Thảo cũng như chị My Trang. Lúc nãy chị đã rất là thành công với cái line hàng này, và nếu cả nhà quyết tâm mà chúng ta chọn ra những cái sản phẩm chiến lược thì Hương nghĩ là với cái sự quyết tâm của anh chị thì không có cái sản phẩm nào mà chúng ta không 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 bán được cả nhà. Chỉ cần mình cố gắng mình chọn đúng cái sản phẩm rồi sau đó chúng ta học, và chúng ta sẽ đi kinh doanh cái line hàng mà chúng ta chọn cả nhà. Em cảm ơn chị Thảo rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái line hàng thứ ba của nhà BDB Thế giới lọc nước. Thì các anh chị biết là sau 90 ngày tốc chiến, thì cái kết quả mà các anh chị lọt vào top, đặc biệt là top 1, 2, 3, thì đều là nằm trong cái line hàng lọc nước cả nhà. Thì cái line hàng lọc nước thì là một trong những cái line hàng mà khi mà các anh chị nào mà chọn thì các anh chị phải 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 học cả nhà, phải có những cái kiến thức thì chúng ta mới có thể đi bán line hàng lọc nước. Nhưng mà khi các anh chị đã có kiến thức rồi thì với những cái kiến thức mà các anh chị học được thì khi mà chúng ta chọn được cái line hàng lọc nước thì các anh chị thấy là cái doanh số đem lại là cực kỳ cao, và những cái hoa hồng thì phải nói là cực kỳ là mê luôn. Như mình có thể điểm qua một số các anh chị rất là thành công trong cái line hàng lọc nước của cái mùa tốc chiến, như là chị Diệu Anh, chị Đông, còn nhiều anh chị nữa. Thì bây giờ Hương sẽ giới thiệu với cả nhà một chị, đó là chị Huyền Diệu. Chị cũng rất thành công ở rugby với line hàng lọc nước. Tính chị Diệu thì thật sự nếu cả nhà tiếp xúc với chị Diệu thì cả nhà thấy tính chị Diệu thật sự là rất là dễ thương, luôn hào sảng, luôn hết lòng vì mọi người. Và chính cái điều đó đã giúp cho bạn bè vô cùng yêu quý, và khách hàng cũng vậy, khách hàng rất là yêu quý chị Huyền Diệu, nên từ đó chị có được những cái đơn hàng bên Thế giới lọc nước rất là nhiều luôn. Thì bây giờ Hương mời chị Huyền Diệu lên chia sẻ với cả nhà về cái cách chị kinh doanh đại hàng lọc nước như thế nào nha cả nhà. Alo, hồi nãy em có Alo thấy chị. À dạ. chị Diệu chào Hương, sao chị không thấy chị rồi ha? Để em spotlight chị. Ủa, chị giơ tay lại giùm em với chị Diệu ơi. Chị đây này, chị đang ngồi đây luôn. Hương thấy chị Chị không? giơ. Chị giơ tay giùm em cái. Sao? Đâu rồi? Không thấy rồi hả? À rồi rồi. Rồi em thấy chị chưa? À hình như chị Chị sao vừa mở em report spotlight. chị mới thấy chị xong rồi bây giờ chị không thấy chị nữa. Dạ rồi. Em thấy chị bật cam được chưa chị Diệu? Chị bật cam được rồi Dạ chị bật cam đi. Em thấy chị tối. À rồi rồi thấy dạ. chị chưa? Rồi Dạ thấy rồi dạ. này ha, Ủa, lại tối rồi chị. Sao nó lại tối rồi? rồi thấy À chị rồi chưa? rồi. Dạ rồi dạ. Chị nói đi chị. Dạ. À, rồi Diệu xin chào cả nhà. À, nghe nghe chị nói, nghe Diệu nói không vậy? Dạ dạ có. À, rồi Diệu xin chào cả nhà nha. À, hôm nay là Diệu rất là vinh dự được bạn Thuận và bạn Hương mời tham gia chia sẻ cái Zoom sáng hôm nay. À, và một cái điều mà Diệu cảm thấy Diệu rất là vui bởi vì hôm nay cũng được giao lưu với các anh chị các bạn trong đại lý Kuchen và Osawa Ogawa. À, thực sự nó Diệu rất là cảm động và rất là
Sáng giờ nghe các bạn chia sẻ thì thấy là tất cả các sản phẩm mà đã hiện giờ đang trên kệ Ruby thì đều có giá trị. À, không sao cái màn hình của Diệu sao nói nó không có nghe rõ, không thấy rõ lắm đúng không? Cả nhà ơi. Chị nói đi, em nghe rõ lắm chị. Dạ. Rồi nói chung là Diệu xin tự giới thiệu Diệu một chút xíu nha. Và Diệu quên xin chào anh Sáng và anh Dương tóc dài đẹp trai của Thế Giới Lọc Nước. Hai bạn rất là dễ thương và rất là chia sẻ cái đại lý ở tuyến dưới. Diệu xin tự giới thiệu một chị một chút xíu là Diệu là tuổi thật, Diệu năm nay là Diệu 58 tuổi. Giấy tờ 54 tuổi, hiện giờ đang công ty đang làm vẫn làm nhà nước và mới chuyển công tác sang một cơ quan mới. Diệu tham gia được Ruby vào cuối tháng 12 năm 2022. Cũng nói thật với các bạn là Diệu mà lên Zoom mà nói trước đám đông, mà trước cái màn ảnh như vậy thì Diệu chưa bao giờ Diệu nói rất là ngại. Tất nhiên là khi cuộc họp ở ngoài hội trường thì nói bình thường, nhưng mà đối diện khuôn mặt của mình thì cũng thiếu tự tin, nhưng mà cũng nhờ các bạn mới thấy đọc nước cũng rèn luyện đến hôm nay cũng có một chút xíu nào đó tự tin ngồi trước Zoom để chia sẻ những thông tin, những cái gì mà Diệu biết và thực tế và Diệu trải nghiệm được với các bạn kinh doanh trên Ruby là nói chung và từng lái hàng nói riêng. Và hôm nay về theo sự yêu cầu của bạn Thuận với bạn Hương thì Diệu sẽ chia sẻ về cái trải nghiệm về cái sử dụng của nước tốt, từ cung cấp tất cả các sản phẩm từ sản phẩm của Thế Giới Lọc Nước. Đồng thời là Diệu cho Diệu khoe một chút xíu là khi Diệu vào Ruby thì cái sản phẩm đầu tiên Diệu sử dụng đó là CuChen. Trong nhà Diệu thì bây giờ tất cả mọi cái gia dụng cho bếp thì đều là CuChen. Các bạn trong tem Diệu có nói là sao mà chị Diệu mê Cu thế? Và đúng rồi, tại cô trên một sản phẩm quá cực kỳ tuyệt vời. Chắc hôm nay mấy ngày hôm nay thì con Diệu về nghỉ lễ cho nên là cũng nhờ có những cái gia dụng cô trên cho nên Diệu rất nấu ăn và chế biến món ăn. Cũng cảm ơn cô trên đã đưa những cái sản phẩm tốt đến với người tiêu dùng. Riêng sản phẩm cô trên thì Diệu chưa được kinh doanh nhiều lắm, được bán được nhiều sản phẩm lắm. Tuy nhiên cũng đã một số sản phẩm đến tay với khách hàng rồi của cái thành phố Đà Lạt này rồi. Thì những người mà đã trải nghiệm sản phẩm CuChen thì chưa một người nào phản hồi là sản phẩm không đạt yêu cầu cả. Cho nên đó là một điều, đó là một tín hiệu đầu tiên Diệu mừng, bởi vì tiến tới là sau khi Diệu kinh doanh làm tập trung vào lai hàng lọc nước xong thì Diệu sẽ chuyển sang hàng CuChen, sẽ làm từ từ từng bước một và tất cả các sản phẩm trên kệ sản phẩm là chất lượng nhất, có thể mang đến người tiêu dùng hài lòng nhất và đảm bảo chất lượng nhất thì Diệu sẽ tiến tới từng sản phẩm một. Thì bây giờ trước mắt là Diệu xin chia sẻ được cái nội dung chính ngày hôm nay ha, là Diệu trải nghiệm và sử dụng nước tốt của Thế Giới Lọc Nước. Cái máy đầu tiên mà Diệu đổi máy đó là cái máy nóng lạnh Vortex 19 triệu 500. Sau khi thời gian xài sử dụng thì phải khẳng định rằng giá trị sản phẩm chúng ta phải đánh giá từ giá trị chất lượng, quá tuyệt vời. Và sau khi sử dụng máy Vortex nóng lạnh được 2 tháng thì Diệu nghe anh Giang có chia sẻ cái máy bi. Lúc đó thì bây giờ Diệu nghe anh trong Thế Giới Lọc Nước có anh gì để quên tên mất rồi. Anh xài từ 59, anh chuyển qua 95. Anh bán toàn máy 95. Chắc thời gian tới đây Diệu cũng chuyển sang máy 95. Thì khi Diệu sử dụng máy 59 thì các bạn đã biết rồi. Thứ nhất là lớn tuổi. Cái thứ hai nữa là về cái bệnh lý. Và cái bệnh lý mà rơi vào cái tình trạng là miễn dịch. Thì Diệu bị viêm đa khớp dạng thấp, viêm bao hòa dịch cổ tay. Điều trị một năm rất 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 là nhiều tiền. Tuy nhiên khi mà Diệu được trải nghiệm, được sử dụng nước tốt, được cung cấp từ Thế Giới Lọc Nước, thì cái thuốc khớp thì Diệu đã chính thức chấm dứt bỏ được thuốc tây. Là vì thuốc tây chứa các corticoid rất là nhiều các bạn ạ. Khi mà Diệu uống thì hiện giờ nó biến chứng rất là nhiều, nhưng mà cũng nhờ có nước tốt này cho nên hiện giờ trong cơ thể của Diệu đang lọc tất cả những cái độc tố và những cái không thấy gì cả. Đấy, chị gì cũng cảm thấy là không thấy gì cả đúng không, thấy gì đúng không Hương ơi? Thì vẫn nghe chị nói và nhìn cái được cái mặt rồi của khuôn mặt của chị, nhưng là qua cái hình ảnh chứ không phải Diệu không thấy nói là gì đúng tức là nó không có không, chuyển động. không thấy biểu cảm đúng Dạ đúng rồi, không thấy biểu cảm thôi nhưng mà nghe rất rõ không? chị. Dạ. Nghe rất rõ vậy ha. Thôi bây giờ cứ tạm thời nghe như vậy đi ha. Dạ. Các anh chị thông cảm nha, tại vì thời gian bây giờ Cái mình máy còn tính của Diệu thêm toàn thời nhiều. gian nó hết rồi cho Dạ nên Diệu không điều dạ chỉnh dạ. được nữa. Dạ dạ. Sau khi sử dụng máy bi như vậy đến ngày hôm nay chính thức là Diệu đã bỏ được cái thuốc tây là corticoid. Như các bạn đã thấy rồi, cái corticoid là một trong những cái mà nó biến chứng là cực kỳ nguy hiểm
và nó gây cho mình rất là nhiều cái phiền toái. Ngày hôm nay mà một điều Diệu cảm thấy một điều hạnh phúc nhất, may mắn nhất và Diệu cảm thấy là cuộc sống nó có giá trị nhiều nhất, đó là Diệu đã rời xa được thuốc Tây. Và bây giờ Diệu còn uống cái thuốc nam gọi là thuốc dưỡng khớp thôi. Cho nên là các bạn đã thấy về cái chất lượng và giá trị của nước, các bạn đã thấy rồi ha. Thật quá tuyệt vời. Chị bây đang chuyển sang điện thoại đây. Đó là về cái sản phẩm Maybe chất dưỡng của sau lưng Diệu, các bạn đã thấy trên màn hình rồi đúng không? Cái màn hình của Diệu điện thoại nó cũng tối thui à. Sao vậy ta? À, Diệu đang ngồi đây ha. Đây, cái Maybe, các bạn thấy Maybe sau lưng Diệu rồi ha. Rồi, cái máy này là máy hoa tách 19 triệu 500. Lúc cái máy hoa tách này nóng lạnh thì rất là tiện, nó có ba chế độ nước này ha. À, 90 độ các bạn pha cà phê, pha trà. Rồi các bạn ấn lần thứ hai là đã hai nút, màu xanh và màu đỏ. Thì buổi sáng thường thường chúng ta uống một ly nước ấm để thanh lọc cơ thể ha. Và bên bên cạnh bên này, nếu bật công tắc lên thì nó sẽ ra như nước đá. À, và của cái mùa mùa cái nước đá của cái đấy, các bạn thấy máy chưa? Không thấy chị ơi, không thấy Không thấy sao mà cái màn hình kia nó đứng im vậy ta? điện thoại cũng không thấy luôn hả? À, tức là em không có thấy, vẫn thấy như cũ thôi chị. À, điện thoại cũng không thấy luôn, sao kỳ vậy ta? Rồi bây giờ vừa tắt máy tính đi, điện thoại thấy chưa? Em vẫn chưa Tắt thấy máy chị tính, điện Diệu thoại ơi. thấy không? Dạ Chắc chắn là không. không phải do đường truyền, vì cái mạng này Diệu rất là mạnh. Mà Diệu cử động ở đây, Diệu thấy Diệu cử động này. Sao kỳ vậy ta? Đó, đó là Diệu giới thiệu về cái máy 19 triệu 500. Nếu mà chắc anh chỗ anh Tiên, anh Sáng và anh Dương thì sẽ cung cấp cái thông tin và cái hình ảnh máy cho các bạn ha. Còn máy 59, Gin ơi, Gin bà nhờ Gin gọi gì đắt cho bà với Gin ơi. Còn cái máy 59 triệu á, thì các bạn nói thật với các bạn là khỏi bạn, khỏi bà. À, và Diệu cũng nhờ từ cái máy 59 như này thì Diệu đã mời được rất là nhiều khách. Không biết gì đâu. Rồi bây giờ chị mở mic lại cái chị Diệu ơi, chị mở mic lại. À chị đợi em chút. Rồi, Dạ rồi. bỏ tiếng rồi, cả Rồi nhà nghe rồi Diệu nói rồi. rõ chưa? Dạ rồi, giờ nghe rồi. À, rồi có thấy hình ảnh Diệu không? Dạ rồi, thấy rồi, thấy rồi chị. Đúng không? Rồi, con mở máy tính cho mẹ. Đây, nếu thấy hình ảnh rồi là máy đây, các cả nhà đây nha. Cái máy này là máy hoa cách 19 triệu 500. Nút này là nút đỏ uống nước 90 độ. Nút này là ban đêm tự tắt và tiết kiệm điện. Nút này là nút lọc như máy nước, như là nước đá trong tủ lạnh, nhưng mà các bạn uống không bao giờ bị viêm họng. Còn cái máy kia, máy này là máy bi, máy này là máy bi 59 triệu, các bạn thấy không? Thấy thấy Đó. chị, dạ Đây, thấy. cái máy bi 59 triệu đây, thì các bạn đã thấy một cái điều đó là Diệu thấy thế này. Ai khi mà kinh doanh thế giới lọc nước, bán máy lọc nước thì ai nói ủa sao mà cái máy lọc nước tôi mua có 89 triệu à chị Diệu ơi, mà sao máy bên chị bán mắc vậy? Thì Diệu có nói như thế này, đúng rồi, máy 19 triệu trên kệ hiện giờ là theo Diệu biết là hết hàng. Và cái máy 16 triệu 900 thì cái máy 16 triệu, cái máy 16 triệu 900 thì đang ra hiện giờ trên kệ đang hàng rồi mới. Thì vừa rồi Diệu cũng có bán được cái máy 19 triệu 19. Chị Diệu bị ao ra rồi cả nhà ơi. Chị Diệu chắc là do chị Diệu di chuyển nên nên nó bị ao ra khỏi Zoom rồi. Do đó nên chắc là không không để mất thời gian lâu của các anh chị. À, thôi thì chúng ta sẽ còn có nhiều cơ hội gặp lại chị Diệu.
Sau đây Hương sẽ xin giới thiệu anh Trần Dương, đại diện PPP của Thế giới lọc nước, sẽ chia sẻ với cả nhà các cái line hàng, các cái USP của Thế giới lọc nước cũng như là tiềm năng của sản phẩm Thế giới lọc nước trong những cái giai đoạn sắp tới như thế nào, để các anh chị có cái nhìn tổng thể hơn khi chúng ta đi kinh doanh line hàng lọc nước. Em mời anh Trần Dương ạ. À, anh Trần Dương ơi. Rồi. Dạ rồi. À. Rồi, anh mở mic được chưa anh Dương ơi? À, chưa hả? Anh đợi em chút. Dạ rồi. Dạ rồi, anh mở mic đi. Rồi, hello cả nhà. Chào các anh chị, chào chị Giang Thiến, chào chị Hương Huỳnh. Chào tất cả anh chị Dạ. đang mặt trong buổi Zoom sáng ngày hôm nay. Vâng, có lẽ là sáng ngày hôm nay thì do không có nhiều thời gian đúng không ạ? Nên em Dương tóc dài sẽ không chia sẻ nhiều về slide mà sẽ chia sẻ cho anh chị một số những cái thông tin mới nhất để sao anh chị và những anh chị người mới có thể là nắm được những cái thông tin về làng tiếng nước. Thì thực ra như chị Hương Huỳnh lúc nãy cũng có chia sẻ với anh chị đúng không ạ, thì Thế giới lọc nước thời gian vừa qua là một trong những cái hàng đã gì ạ, đạt top doanh số ở trong top quy, là một cái điều mà hết sức vui mừng, là sự cố gắng nỗ lực của rất nhiều anh chị em trong Thế giới lọc nước, như là sự ủng hộ đồng đồng hành cùng với Thế giới lọc nước của những đối tác top quy. Đây là một cái điều Anh mà Dương ơi, anh Dương nói nó rõ hơn một chút sao, em nghe nó lúc lúc to lúc nhỏ anh Dương, nó không có được rõ anh Dương. không Coi được lại rõ ạ. à, đó đó, như vậy thì rõ này, sao mà lúc thì lại không nghe. Chắc là mạng ở đây nó tín hiệu không tốt Đó, dạ như vậy là được ạ. rồi. Ok, các chị nghe rõ chưa? Vâng, thì thời gian vừa qua thì các chị biết rồi đúng không ạ, thì Thế giới nước đã phát triển rất là tốt trong cái đợt tốc chiến về về tốc độ tăng trưởng là hơn 300% đúng không ạ. Thế đây là một cái con số rất đáng mừng. Và tại sao có được cái sự tăng trưởng như vậy và tại sao lại gì ạ, Thế giới nước phát triển mạnh như vậy, thì thứ nhất là về xét về cái thời điểm hiện tại anh chị, thời điểm hiện tại là sau đợt dịch cũng như là cái xu thế tiêu dùng của khách hàng ấy, người ta bắt đầu quan tâm rất nhiều đến sức khỏe, nên là anh khi mà anh chị kinh doanh những dòng sản phẩm liên quan đến sức khỏe thì giai đoạn này là một giai đoạn nó phát triển rất là tốt. Thì như anh chị cũng biết rồi đúng không ạ, nguồn nước nó chiếm lên đến 70% cơ thể đúng không ạ, trọng lượng cơ thể chúng ta, nên là nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. Vậy nên là cái việc mà thay đổi nguồn nước nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho cái vấn đề là sức khỏe đó. Và như chị Diệu cũng vừa chia sẻ đúng không ạ, chị cũng vừa chia sẻ là bản thân chị sau khi sử dụng nước tốt thì sức khỏe thay đổi nhiều như thế nào, và đó là cái lý do mà gì ạ, tại sao những người đã trải nghiệm sản phẩm nước thì rất tích cực đi lan tỏa chia sẻ, bởi vì những câu chuyện trải nghiệm rất là thực tế đã cho thấy được rằng gì ạ, tác dụng của nước tốt nó khác biệt như thế nào so với thông thường. Và hiện nay thực tế hiện nay là gì ạ, đa phần những người đang sử dụng nguồn nước hiện nay là đều hầu hết là gì ạ, là sử dụng là nguồn nước nước sạch thông thường đúng không ạ, chứ không phải là nước tốt. Do đó là cái nhu cầu mà sử dụng nước tốt trên thị trường nó có rất là nhiều, như là em chưa được spotlight lên đúng rồi, cái nhu cầu sử dụng cái nhu cầu sử dụng nước tốt trên thị trường có rất là nhiều và rất ít người biết về nước tốt. Đó là một cái tiềm năng rất là lớn ở trong thị trường anh chị nhé, tiềm năng rất là lớn. Kết cùng với là diện nước nguồn nước tốt cho sử dụng cho sức khỏe thì chúng ta sẽ còn một cái tiềm năng rất là lớn nữa của thị trường, đó là gì ạ, các sản phẩm về lọc nước sinh hoạt. Hiện nay phải đến khoảng tầm 80 trên 50% các gia đình chưa sử dụng một cái giải pháp nào cho lọc nước sinh hoạt. Thế nên là những cái giải pháp mà Thế giới nước mang đến cho thị trường đều là những giải pháp mà thị trường đang thiếu, ví dụ như là gì ạ, nước tốt này, ví dụ như là nước sinh hoạt, các cái sản phẩm vễu thôi như là sen vòi, lọc đầu vòi, nó đều là những cái giải pháp cần thiết cho thị trường đó. Thế đó là lý do mà tại sao khi các anh chị bắt đầu cái lọc nước và các anh chị chỉ cần học một trong những sản phẩm chống nước thôi, anh chị bắt đầu và bắt tay vào kinh doanh là anh chị, những anh chị đó đều có kết quả đúng không ạ. Và sau sau khi mà anh chị có kết quả thì anh chị có khả năng gì ạ, phát triển đến rất là nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì thiếu nước có một cái chuỗi các cái sản phẩm, từ sản phẩm vễu cho đến những sản phẩm chủ lực cho đến những sản phẩm giá trị cao,
thì anh chị đều có thể là gì ạ, là kết nối và kinh doanh được đó. Thế nên là khi mà theo nước thì có rất nhiều cái gì ạ, cái sản phẩm và cơ hội để anh chị có thể kinh doanh, cộng với là gì ạ, là khi mà anh chị bắt đầu kinh doanh theo nước ấy, thì anh chị sẽ có những khóa đào tạo Zoom chi tiết đấy, và có những buổi mà anh chị sẽ được đào tạo và coaching cụ thể chi tiết, cầm tay chỉ việc, có những chiến dịch cụ thể để anh chị có thể tham gia. Và sản phẩm lọc nước nó một cái lợi thế mà tại sao anh chị có thể là kinh doanh dễ dàng, bởi vì nó rất là dễ để anh chị chứng minh sự khác biệt của nước tốt so với nước thông thường bằng các cái thí nghiệm, đúng không? Bằng các thí nghiệm ví dụ như là gì ạ, thí nghiệm về nước kiềm này, thí nghiệm về nước hydrogen, đúng không ạ, hoặc là những cái thí nghiệm khác để anh chị có thể chứng minh được sự khác biệt của nước tốt. Nên là khi trong quá trình anh chị đi kinh doanh, anh chị tiếp cận khách hàng đấy, thì anh chị sẽ rất là dễ dàng trong quá trình tư vấn, đúng không ạ? Nó không giống như sản phẩm khác, anh chị phải 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 gì ạ, chứng minh rất là khó. Ví dụ như là sản phẩm về thực phẩm chức năng, đúng không ạ, nó rất là tốt, nhưng mà để chứng minh được là sản phẩm chức năng nó khác biệt so với sản phẩm chức năng khác như thế nào rất là khó. Nhưng mà để chứng minh rằng máy lọc nước Watech hoặc là máy lọc nước Pi nó khác biệt so với sản phẩm khác, so với nước khác trên thị trường như thế nào ạ, thì anh chị chỉ cần thông qua một vài thí nghiệm thôi, đúng không ạ? Thế thì trên kệ thiếu nước chúng ta sẽ có những sản phẩm gì để kinh doanh, và chúng ta sẽ có những USP như thế nào, đúng không ạ? Thì đầu tiên đó chính là gì ạ, dòng sản phẩm mà đã kiến tạo nên rất nhiều các best seller trong đợt top 9 vừa rồi, đó chính là dòng sản phẩm máy tạo nước Pi, là dòng sản phẩm mà chủ lực của thiếu nước luôn, đúng không ạ? Chủ lực thiếu nước mang lại doanh thu rất là lớn, và đây là đang là một xu thế tiêu dùng hiện nay, đó chính là dòng sản phẩm về nước ion kiềm. Và anh chị có thể là anh chị nào chưa tìm hiểu về nước ion kiềm, anh chị có thể là Google search, đúng không ạ, về nước ion kiềm để xem là nước ion kiềm hiện nay đang xu thế như nào. Thì dòng sản phẩm máy tạo nước Pi của Biontech ấy, mà thiếu nước đang kinh doanh ấy, thì là dòng sản phẩm duy nhất hiện nay trên thế giới được FDA Hoa Kỳ chứng nhận là thiết bị y tế gia đình loại 1 anh chị nhé. Nó không phải chỉ đơn giản là một máy lọc nước, mà nó là thiết bị y tế gia đình, nó hỗ trợ rất nhiều trong cái việc là bảo vệ sức khỏe đấy, hỗ trợ điều trị bệnh, ngăn ngừa những cái chứng bệnh do dư axit như là gì ạ, bị đầu tiên biểu hiện của dư axit anh chị có thể thấy được như là nhiệt miệng này, nóng trong người này, rồi thì gì ạ, tiếp theo nữa là những biểu hiện nặng hơn như là trào ngược dạ dày, đau dạ dày đó, ợ chua đó. Tiếp theo nữa là anh chị có thể là gì ạ, thấy những cái biểu hiện nặng hơn nữa của dư axit như là loãng xương là do dư axit, hoặc là gì ạ, bệnh ung thư cũng là do dư axit, hoặc là bệnh gút đấy cũng là do dư axit, đúng không ạ? Thì khi đó là đây là những cái biểu hiện rất là phổ biến hiện nay ở ở người dân Việt Nam chúng ta, đặc biệt dư axit. Thế nên là những cái giải pháp để giúp giảm cũng như cải thiện và hỗ trợ điều trị những cái tình trạng này là những giải pháp mà người dân đang rất là cần. Thế nên là khi mà anh chị kinh doanh thiếu nước thì anh chị không phải là bán sản phẩm, mà anh chị đang gì ạ, đang đưa cho người dân chúng ta những giải pháp để bảo vệ sức khỏe đó. Thì đây là cơ hội, đúng không ạ? Và sản phẩm Biontech là một, nó tại sao nó được gọi là thiết bị y tế gia đình là như vậy, bởi vì nó hỗ trợ và điều trị bệnh rất hiệu quả anh chị nhá. Nên nó được FDA Hoa Kỳ công nhận, đúng không ạ? Và đây là cái USP, là cái điểm khác biệt khi mà anh chị kinh doanh đó. Ngoài ra thì có rất nhiều những USP điểm khác biệt khác của dòng Biontech thì sẽ không thể kể hết ở đây được, thì anh chị có thể là tham dự vào những buổi đào tạo thiếu nước anh chị thấy được, đúng không ạ? Thứ hai là dòng sản phẩm tầm trung, là sản phẩm cơ bản, đúng không ạ, phổ thông mà các gia đình đều dùng, đó chính là máy lọc nước thông thường. Thì thiếu nước sử dụng sản phẩm của Watech, Watech hay Biontech đều là những sản phẩm mà được nhập khẩu từ Hàn Quốc, thì về nguồn gốc xuất xứ nó là hàng nhập khẩu, đúng không ạ, nó là hàng chất lượng đấy. Về công nghệ nổi trội mà Watech đang có hiện nay đó chính là thứ nhất là công nghệ kiềm hydrogen để tạo ra nước tốt, đúng không ạ, tương tự như Biontech nhưng mà nó không tốt bằng Biontech thôi, nhưng nó cũng tạo nước tốt, nó không chỉ là tạo nước tinh khiết mà tạo nước tốt. Thứ hai nó là gì ạ, công nghệ diệt khuẩn lượng tử, là công nghệ diệt khuẩn cao cấp nhất thế giới hiện nay anh chị nhé, là công nghệ diệt khuẩn mới nhất, hiện đại nhất hiện nay, được áp dụng ở trên thế giới, và duy nhất dòng Watech có mà các sản phẩm khác trên thị trường không có, nên là đây là một lợi thế cạnh tranh rất là mạnh, đúng không ạ, lợi thế cạnh tranh rất là mạnh. Đấy là cái lợi thế thứ hai của dòng Watech. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có gì ạ, công nghệ lọc tổng Mỹ. Công nghệ lọc tổng Mỹ thì nó là một công nghệ mà gì ạ, là công nghệ khác biệt so với tất cả công nghệ lọc tổng trên thị trường hiện nay. Nó sử dụng hệ thống siêu lõi lọc và gì ạ, và của hãng Mỹ, của US Doctor, là một cái hãng nó rất là nổi tiếng hàng đầu ở Mỹ đó. Và sản phẩm này nó rất là nhỏ gọn, không dùng điện, không nước thải, và có rất nhiều những USP khác mà các sản phẩm trên thị trường không có. Nó phù hợp cho rất nhiều không gian khác nhau, kể cả những căn hộ chung cư cũng có thể là lắp được độc tập, nên đây là một cái lợi thế mà khi anh chị kinh doanh, và đặc biệt nó phù hợp với
bán hàng online, qua kênh online giống như Shopee đúng không ạ? Nó không cần phải tư vấn quá nhiều đấy. Thì đấy là việc công nghệ lọc tổng. Ngoài ra thì có rất nhiều những sản phẩm phễu khác như là sen vòi Purin, lọc đầu vòi, rồi lõi lọc Vita, Phaethon, những sản phẩm giá trị chỉ vài trăm ngàn cho đến 1 triệu đúng không ạ? Thì đây đều là những sản phẩm mà anh chị rất là dễ kinh doanh đó. Thì khi mà anh chị kinh doanh cùng Liêm Nước thì sẽ có rất nhiều sản phẩm như vậy, và đặc biệt là gì ạ? Khi anh chị kinh doanh Liêm Nước thì anh chị sẽ không phải lo tất cả vấn đề về kỹ thuật, về bảo hành lắp đặt anh chị nhé. Vì Liêm Nước sẽ được anh chị sẽ được hỗ trợ hoàn toàn về vấn đề là lắp đặt, bảo hành đấy, vấn đề về kỹ thuật, và anh chị chỉ cần quan tâm đến sản phẩm, quan tâm đến học cách tư vấn thôi là anh chị đoán được. Nên rất nhiều tại sao mà gì ạ, top best seller ấy là chị Diệu Anh đúng không ạ, hay là chị Đông ấy là một trong hai người top best seller của toàn Shopee nói chung, và gì ạ, là người best seller của Diệu Nước nói riêng, đều không phải là con trai đúng không ạ, đều không phải đàn ông, mà là chỉ là các chị phụ nữ thôi. Bởi vì gì ạ, đơn giản rằng anh chị chỉ cần hiểu về sản phẩm, hiểu về tác dụng của nó sức khỏe, và anh chị tư vấn thôi là anh chị sẽ bán được hàng. Còn với tất cả vấn đề về kỹ thuật, bảo hành, lắp đặt thì Diêm Nước đã lo đúng không ạ, miễn phí lắp đặt và vận chuyển, anh chị không phải lo đó. Thì đó là những cái ưu điểm, điểm mạnh và khi anh chị kinh doanh cùng Lan Lập Nước. Và Diêm Nước sẽ có những cái buổi Zoom đào tạo hàng tuần, tối thứ hai dành cho người mới đúng không ạ, tối thứ ba, tối thứ năm là sẽ những buổi chuyên sâu, tối thứ sáu là chuyên về máy pi đúng không ạ. Ngoài ra thì còn các cái buổi 5 AM về sáng thứ tư, sáng chủ nhật đấy, và các buổi 5 AM hàng tuần đều đào tạo liên tục. Nên anh chị thì khi kinh doanh thì anh chị không phải lo vấn đề kiến thức, anh chị chỉ cần những best seller, anh chị chỉ cần là những anh chị đấy đều là những người tham dự những buổi Zoom hết sức đều đặn là có thể bán được hàng rồi. Bởi vì khi mình tham dự Zoom thì mình sẽ có kiến thức, đó là mình có thể kinh doanh được. Thì trên đây là một số những cái thông tin cho anh chị là người mới tìm hiểu về làn thống nước. Còn cụ thể hơn thì anh chị có thể join vào những cái nhóm Zalo, group Facebook của thống nước để anh chị có thể tìm hiểu thêm thông tin về kiến thức, cũng như là gì ạ, những lịch học để anh chị có thể là tham gia và gì ạ, và kinh doanh cùng thống nước anh chị nhé.